Series về nhà xe Long Vân dạo này không thể ngừng hot được. Thử hỏi có mấy nhà xe mà có cả phòng chờ để nghỉ ngơi chợp mắt dành cho khách như thế này cơ chứ? Phòng rộng rãi, sạch sẽ, có máy lạnh, cổng sạc đầy đủ. Ở đây có bày sẵn một số nệm, chăn, gối luôn để bạn có thể nằm nghỉ và chợp mắt trong lúc chờ xe. Và các bạn ơi, nhà xe còn chu đáo chuẩn bị thêm cả bàn chải đánh răng cho khách nữa này. Phải công nhận rằng nhà xe Long Vân này hết sức chu đáo, hiếm có nhà xe nào mà có thể chuẩn bị cho khách về mặt dịch vụ đầy đủ đến như vậy. Bạn nào cần đặt vé xe Long Vân thì liên hệ MobiChip ngay nhé, số điện thoại mình để bên dưới.